chào sức khỏe tới toàn thể quý vị và các bạn. Như các bạn đã biết, dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng duy trì phát triển sự sống và hoạt động của cơ thể, tăng sức đề kháng, tăng cường miễn dịch thông qua quá trình trao đổi chất và thường được cung cấp qua đường ăn uống. Vậy làm thế nào để bạn biết được một bữa ăn cần có những thành phần dinh dưỡng gì thì tốt cho sức khỏe? Đây cũng chính là chủ đề hôm nay tôi chia sẻ. Bữa ăn dinh dưỡng trùng thảo tiên sư. Thưa các bạn, một bữa ăn tốt cho sức khỏe cần phải đầy đủ 4 nhóm dinh dưỡng chính, bao gồm tinh chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Nhóm tinh chất bột đường là cung cấp năng lượng cho các cơ quan trong cơ thể làm việc và là nguồn nguyên liệu chính cho hệ thống thần kinh trung ương. Nhóm chất đạm là cung cấp năng lượng cho tế bào, tăng sức đề kháng, là nguyên liệu tạo ra các hormone giúp điều hòa hoạt động cơ thể, cần thiết xây dựng và duy trì cơ bắp, máu, da, xương và các cơ quan tổ chức khác của cơ thể. Nhóm chất béo là cung cấp năng lượng giúp hấp thu các vitamin tan trong dầu mỡ như vitamin A, vitamin D, vitamin E và K, là thành phần chính của màng tế bào, nhất là các tế bào thần kinh, giúp sự phát triển của tế bào não và tế bào thần kinh. Nhóm vitamin và khoáng chất. Nhóm chất này không sinh ra năng lượng nhưng nó có chức năng vô cùng quan trọng để duy trì các chức năng hoạt động sống của các cơ quan trong cơ thể. Khi thiếu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe, đặc biệt là trẻ em. Một bữa ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng là cần thiết cho sức khỏe. Một chế độ ăn uống tốt sẽ giúp cơ thể ứng phó trước sự tấn công các virus vi khuẩn xâm nhập. Thưa các bạn, với sự phát triển của nền kinh tế và mức sống ngày càng được nâng cao, tỷ lệ thực phẩm từ động vật như thịt, trứng, sữa trong khẩu phần ăn của mọi người đã trở nên quá dư thừa. Trong khi việc ăn ngũ cốc ngày càng giảm, dẫn đến việc nạp năng lượng và chất béo động vật quá cao. Hàm lượng chất xơ trong bữa ăn bị giảm quá thấp, dẫn đến những căn bệnh thừa cân béo phì, rối loạn chuyển hóa, suy giảm miễn dịch vân vân. Mặt khác, chúng ta đang sống trong thời đại dịch Covid. Để giữ an toàn sức khỏe cho bản thân và gia đình, Phúc Ái được biết quý vị và các bạn đã chuyển đổi phương thức làm việc và dịch vụ tiêu dùng sang online tại nhà, rất hạn chế đi mua sắm và chỉ khi ra khỏi nhà là cần thiết. Nên Phúc Ái thiết nghĩ rất khó để quý vị và các bạn có được những bữa ăn phong phú, đầy đủ 4 nhóm dinh dưỡng tươi sạch hàng ngày. Điều này cũng làm ảnh hưởng lớn đến sức đề kháng và nâng cao miễn dịch trong cơ thể. Với sứ mệnh vì nhân dân phục vụ xã hội, Tập đoàn Quốc tế Thiên Sư kế thừa 5.000 năm dưỡng sinh văn hóa phương Đông đã ra đời bữa ăn dinh dưỡng trùng thảo Thiên Sư. Là bữa ăn dưỡng sinh không những đáp ứng đầy đủ 4 nhóm dưỡng chất đạm, đường, chất béo và vitamin khoáng chất mà còn đạt tỷ lệ cân bằng lý tưởng, rất tốt cho sức khỏe. Bữa ăn dinh dưỡng trùng thảo Thiên Sư được tinh chọn từ 18 đại học ngũ cốc nguyên cám cộng với 8 loại thảo dược tự nhiên, với thực phẩm 5 sắc màu xanh, trắng, đen, đỏ, vàng. Lý niệm dưỡng sinh cho rằng một bữa ăn dinh dưỡng tốt cho sức khỏe mấu chốt là ở điều hòa ngũ tạng. Ngũ hành hữu ngũ sắc, ngũ sắc nhập ngũ tạng. Ngũ hành là đây là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tương ứng với màu sắc là gì? Trắng, xanh, đen, đỏ, vàng. Và tương ứng với ngũ tạng là gì ạ? Phổi, gan, thận, tim, tỳ. Bổ sung thực phẩm theo ngũ sắc tương ứng là rất có ích cho ngũ tạng. Thực phẩm màu xanh đi vào tạng gan, thực phẩm màu trắng đi vào tạng phổi, thực phẩm màu đen đi vào tạng thận, thực phẩm màu vàng đi vào tạng lá lách, thực phẩm màu đỏ đi vào tạng tim. 18 loại hạt và ngũ cốc nguyên cám bao gồm đậu xanh, Hà Lan, đậu đen, mè đen, gạo nếp đen, đậu nâu, hạt nhân, lúa mạch, hạt sen, hạt lanh, gạo nứt đỏ, mắc, đậu gabato, lúa mì, hạt kê, gạo nứt, đậu lành. Tại sao bữa ăn dinh dưỡng trùng thảo lại chọn ngũ cốc nguyên cám? Vì ngũ cốc nguyên cám chính là ngũ cốc nguyên hạt, nó sẽ đem lại lợi ích nhiều hơn, toàn diện hơn, tốt hơn cho sức khỏe. Bởi ngũ cốc nguyên hạt còn đầy đủ 3 lớp, lớp cám, lớp đội nhũ và lớp mầm.
Mỗi một lớp là chứa một dinh dưỡng tăng cường sức khỏe khác nhau. Lớp cám giàu chất xơ, canxi, sắt, đồng, kẽm, magie và chất chống oxy hóa. Lớp nội nhũ là lớp chứa tinh chất bột đường và protein. Lớp mầm là phần lõi rất giàu vitamin và chất béo có lợi như vitamin E, vitamin B. Và 8 vị thảo dược bao gồm trùng thảo, linh chi, nhân sâm, kỳ tử, matcha, táo đỏ, sơn dược và rễ củ cải đỏ và quả sa chi. Các loại đậu hạt cung cấp protein, axit amin cần thiết, tăng cường năng lượng, kiểm soát năng lượng calo. Ngũ cốc cung cấp chất xơ, vitamin B1, dễ dung nạp và dễ tiêu hóa. Các loại hạt dinh dưỡng bổ sung đầy đủ các vitamin, cung cấp khoáng chất, các nguyên tố vi lượng và nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Các vị thảo dược cung cấp nhiều khoáng chất, vitamin, axit hữu cơ, chất xơ và một số thành phần hoạt tính khác, tăng cường chức năng miễn dịch, làm chậm lão hóa, bảo vệ gan, bổ não, làm đẹp, thúc đẩy sự trao đổi chất, loại bỏ mệt mỏi. Bữa ăn dinh dưỡng thiên sư, dồi dào khoáng chất, phong phú các vitamin, giàu protein, tinh chất bột đường hợp lý, giàu chất xơ, chất béo phù hợp. Một gói bữa ăn dinh dưỡng thiên sư với trọng lượng 25g, cung cấp 18,5g tinh bột, 1,5g chất đạm, 2,4g chất béo, 107,5 calo. Đây là một tỷ lệ cân bằng lý tưởng cho sức khỏe. Khi các bạn sử dụng thường xuyên bữa ăn dinh dưỡng trùng thảo thiên sư, không những sức khỏe cơ thể của bạn được cải thiện rất tốt, mà còn giúp bạn quản lý cân nặng, định hình vóc dáng, eo thon duyên dáng, tăng sức đề kháng và rất tốt cho tiêu hóa. Giá thì hợp lý, tiêu dùng thì tiện lợi. Bữa ăn dinh dưỡng trùng thảo thiên sư là một giải pháp tốt để nâng cao sức khỏe cho mọi lứa tuổi, như trẻ em đang lớn, phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú, người mắc máu mỡ, cao huyết áp, xương khớp, gan thận yếu, dạ dày trào ngược, những người có nhu cầu giảm cân, quản lý cân nặng, những người tập luyện thể dục thể thao, nhóm người ăn chay, nhân viên văn phòng bận rộn, nhóm người cao tuổi. Thưa các bạn, thời dịch Covid, dinh dưỡng đóng một vai trò không nhỏ trong việc phòng và điều trị virus corona. Đó là một giải pháp nâng cao miễn dịch và tăng sức đề kháng cho cơ thể, giúp phòng chống và ngăn chặn nguy cơ biến chứng, hỗ trợ điều trị hiệu quả tốt hơn. Tin rằng quý vị và các bạn sau khi xem xong clip tôi chia sẻ sẽ yêu thích bữa ăn dinh dưỡng thiên sư và lựa chọn cho gia đình. Xin chân thành cảm ơn.